Xin chào mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ thông tin và hình ảnh về di tích lịch sử văn hóa Thành Bảo Long Giang cho mọi người xem nhé. Thành Bảo Long Giang thuộc ấp Bảo, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, nằm trên trục lộ 786, cách trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Long Giang 500m và cách thị trấn huyện Bến Cầu về hướng nam khoảng 10km. Long Giang là một trong những vùng đất ngũ long được người Việt khai phá từ rất sớm ở Tây Ninh, gồm Long Chữ, Long Khánh, Long Thận, Long Giang và Long Thành. Vùng đất này khi xưa cụ Trần Văn Thiện cùng nhân dân trong vùng khai phá, mở rộng, lập nên. Theo sách Đại Nam Nhất Thống Chí và Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Thành Bảo Long Giang được xây đắp từ những năm đầu Triều Nguyễn, tức đầu thế kỷ 19. Khi thực dân Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông, trong đó có Tây Ninh, phong trào kháng Pháp nổi lên khắp nơi. Lãnh binh Két là một trong những thủ lĩnh nghĩa quân lúc bấy giờ, ông đã chiêu mộ binh sĩ, phát động phong trào, kêu gọi nhân dân dùng Long Giang dùng lên đánh Pháp. Dựa vào thế trận rừng sâu, sông rạch hiểm trở và Thành Bảo Long Giang, ông đã tổ chức các trận đánh du kích làm tiêu hao nhiều binh lính Pháp, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân trong vùng, giữ vững bờ cõi biên giới Tây Ninh. Sau khi mất, ông được nhân dân trong vùng lập đền thờ tại Thành Bảo Long Giang. Thành Bảo Long Giang là một trong những công trình quân sự được xây dựng sớm nhất, đã để lại dấu ấn lịch sử của cha ông ta trong quá trình khai phá đất phương Nam. Thành Bảo Long Giang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ngày 13 tháng 6 năm 1998.